Nhắc tới điểm sống thì chắc ai cũng sẽ nghĩ tới bên quận 5. Nhưng mà để tìm được một cái chỗ đầy đủ các món mà mình thích hoặc là giá cả phải phù hợp thì Bảo mới biết cái chỗ này nè. Gia đình gốc Hoa và đa số các món ăn ở đây là đều tự làm tại nhà hết. Thì em có tên là Gấp Gấp, có nghĩa là thích ăn cái gì thì gấp cái đó. Mô hình bên này khá giống những quán ăn đường phố mà mình hay bắt gặp ở trên phim vậy đó. Mình chỉ cần chọn món thì mấy bạn sẽ order và mang ra cho mình. Ê mà bên này có cái món cà ri cá viên hấp dẫn nha. Lâu lắm rồi Bảo mới thấy có chỗ bán cái món này. Tự nhiên xem tới đây là lại thấy thèm cái món này là sao trời. Ngoài điểm sắm ra thì bên này cũng có cái món chân gà với bạch tuộc sốt thái cũng ngon. Ăn thì khá giống gỏi và được trộn rất là thấm gia vị. Còn đây là sụn gà bơ tỏi. Sụn gà thì được chiên giòn sừng sực cộng với lại cái sốt bơ béo. Món này nhìn vậy chứ mà ăn đưa miệng lắm nha. Tiếp theo thì các món điểm sắm bên này họ làm rất là nhiều nhân và đa dạng. Nhìn cục nào cũng hấp dẫn như muốn ăn hết trơn á. Điểm cộng của bên này là phở dim sum mỏng. Bên trong thì lại rất nhiều nhân tôm tươi. Cắn như một cái là cảm nhận vị hải sản rõ luôn, không có bị bột nha. Và món mà mình thích nhất trong ngày hôm nay là cái món cá viên cà ri này nè. Cá viên được chiên sơ vỏ bên ngoài nên là ăn nó sẽ dai dai. Nước cốt dừa thì béo ngậy, cái món này mà có thêm bánh mì nữa là nhức nách. Với giá thành như thế này mình nghĩ chỉ cần 200 cành là ăn đủ no rồi. Và quán nằm tại 99 Ngô Nhân Tịnh, phường 2, quận 6 nha.